khi mình mới tham gia với công ty đó, mình là một nhà phân phối đúng không, một nhà phân Vâng. phối đó, thì mình lúc lúc đó nếu mà mình chỉ trải nghiệm sản phẩm thì mình là một người khách hàng, chứ mình không phải là một nhà phân phối. Một nhà phân phối khi là mình khi nào là phân phối, nghĩa là mình phân phối đi sản phẩm đi ra ngoài. Và cái giai đoạn đầu tiên lúc mà mình chưa phải là executive đó, là một nhà lãnh đạo đó, thì những cái người nào mình trực tiếp đăng ký vào, chẳng hạn như bây giờ Anna đăng ký Trang vào dưới Anna, thì Trang mua bất cứ cái gì đó bao nhiêu điểm nha, tại New Skin là tính điểm chứ không tính số tiền, tính điểm. Vâng. Thì bao nhiêu điểm Trang Trang mua thì Anna là người được chỉ được 5% của những cái gì Trang mua mà thôi. Xong Vâng. rồi sau đó Trang mới đi ra ngoài, Trang có những người bạn mới của Trang. Cái người bạn mới đó rất năng động, có thể đăng ký thêm 3 người ở dưới nữa. Đấy. Bởi vì mình á là chỉ là cái nhà phân phối cho nên mình không có phần trăm tiền hoa hồng nào ở dưới đó hết. Ok. Rồi bây giờ trong cái thời gian sau nè, sau khi mà mình chia sẻ với một hoặc hai người nữa đó, thì cái những người đó họ trải nghiệm sản phẩm, ồ nó này hay quá. Họ có những bà con bạn bè, những người ở quốc gia khác mà ở công ty New Skin có mặt ở đó, thì họ cũng chia sẻ cho những người đó sử dụng sản phẩm, thì mình cũng không có tiền hoa hồng luôn. Để mà có tiền hoa hồng từ 9 cho tới 20% đó, mình phải trở thành một executive nha. Cái trang sao anh sẽ giải thích cho em làm sao để mình có thể trở thành executive. Bây giờ khi mà mình trở thành executive rồi đó, thì lợi tức bình quân nó là từ 300 cho tới 3.000 một tháng. Như là cái tiền hoa hồng của mình á là nó tùy thuộc là bao nhiêu người ở trong cái hệ thống của mình sử dụng sản phẩm đúng không? Một á là sử dụng sản phẩm, hai là phân phối sản phẩm đi ra ngoài. Cái việc mình làm là mình làm hai việc. Thứ nhất là mình á tìm những người làm giống như mình. Đó là cái thứ nhất, là những người đi xây dựng một cái hệ thống, một cái mạng lưới gồm rất nhiều người. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đồng như là mình làm song song, mình có thể đi tìm những người khách hàng, những người không muốn làm công việc này nhưng mà họ chỉ muốn trải nghiệm sản phẩm, thì mình vẫn có thể có được, nghĩa là mình có thể có khách hàng Vâng, đây vậy đó và không chị? có những người sử dụng sản và những người đi xây dựng hệ thống giống như mình. Khi mà mình trở thành executive xong rồi đó, cái mục tiêu kế tiếp là mình mới đào tạo ra những người mà mình đăng ký vào, chẳng hạn như Anna sẽ huấn luyện và đào tạo ra cho Trang, để Trang trở thành executive giống như Anna. Nhưng mà trong cái giai đoạn này đó là bây giờ là Anna còn rất là mới, cho nên anh cũng vẫn huấn luyện cho Trang để làm sao Trang có trở thành một executive luôn. Nhưng mà trong cái quá trình đó là Anna có thể học cái cách mà anh huấn luyện, để trong tương lai Anna có thể huấn luyện cho cái người mới của Anna, và Anna có thể huấn luyện cho cái người tuyến dưới của Trang nữa. Thì mình làm như vậy đó. Chị Hòa, chị miếu đường la, chị Hòa lại giùm em, chị Hòa ơi. Ok. Bây giờ khi mà mình trở thành nạc sát ca tiệp rồi đó, chị Hòa ơi, chị Hòa miếu đường la, chị Hòa lại giùm em, chị Hòa ơi. Khi mà mình trở thành nạc sát ca tiệp rồi thì mình bắt đầu mình hướng dẫn 5 người, 5, 5 người nha, để trở thành nạc sát ca tiệp giống như mình ha. Thì mình làm được như vậy đó, là mình coi như mình tạm gọi là mình là một nhà lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo thì lợi tức bình quân nó là từ 3.000 cho tới 5.000. Ok. Nhưng mà mọi người á khi mà tham gia vào công việc này á là nhắm tới cái mức á là gọi là một blue diamond. Thì một blue diamond á lợi tức bình quân á là 637.000 một năm. Mà để làm sao mình có nôm na là gọi khoảng kia từ 50 tới 50 53.000 một tháng đó. Cái số tiền này từ đâu mà tới nè. Thứ nhất, muốn trở thành một blue diamond là mình cần 12 executive trực tiếp ở hàng ngang của mình, nghĩa là tầng đầu tiên đó, những người mình đăng ký vào, mình hỗ trợ họ để trợ họ trở thành executive.
Cái đó nếu mà là những người trực tiếp hàng ngang nha, còn không đó nó có thể đến từ gián tiếp. Lấy ví dụ Anna đăng ký Trang vào, Trang đăng ký một cái người khác nữa vào, cái người đó lấy ví dụ như là tên là Hằng chẳng hạn, ok, Hằng Hằng mới đi đăng ký Phước vào ha, Phước là ở dưới Hằng rồi cũng ở dưới luôn Trang rồi cũng ở dưới luôn Anna nha, có nghĩa là Phước là tầng thứ ba đúng không? Nhưng mà Phước năng nổ hơn, Phước tuân thủ và thức làm theo cái những bước một để trở thành một executive trước trước Hằng và trước luôn cả Trang, kịp không? Thì Phước sẽ trở thành executive tầng đầu tiên, nghĩa là thế hệ đầu tiên của Anna. Phước sẽ nhảy ra cái hệ thống của ở ở dưới hai người đó và trồi lên trên là cái tầng thứ nhất trực tiếp luôn. Trong New Skin này nó rất công bằng những người nào làm việc và những người nào không làm việc ha, kịp không? Cho nên á, khi mà mình có 12 người trực tiếp này rồi đó thì họ có thể không năng nổ hoặc là họ cần thời gian nhiều hơn hay là bất cứ lý do gì đó, thì mỗi một người đào tạo và huấn luyện ra chỉ được hai người thôi, hai người ha, và 75% bỏ cuộc thì mình còn lại 18 người đúng không? Cái này là mình nói họ bỏ cuộc, nhưng nếu mà họ không bỏ cuộc thì nó là 24. Bây giờ anh nói là bỏ cuộc nha, thì cái việc của mình làm sao để mà mình có thể giữ lại người, mình đừng để người ta bỏ cuộc, cái đó là cái việc của mình. Rồi á, 18 người, mỗi một người có hai người và 75% bỏ cuộc, đó là 28. Bây giờ là cái quan trọng là anh muốn hỏi Phước là Phước hiểu được cái con số ở 18, 28 ở đâu ra Anh hiểu, anh không? hiểu. Ok, thì tiếp tục như vậy á, là New Skin nó chỉ trả ra cho mình 6 tầng thôi, mình ngừng ở tầng thứ 6 nha. Vâng. Thì trung bình á, mỗi một executive á, là mình có khoảng 200 đô la tiền hoa hồng từ một executive đó. Thì 12 người nhân cho 200 là mình có 2.400 đúng không? Vâng. Nếu như một người đi ra ngoài mà hô hào nói tôi là một Blue Diamond, họ có thể là họ chỉ lãnh là 2.400 đô một tháng thôi. Không phải là Vâng. 50 ngàn một tháng nha. Tại vì New Skin không phải là một cái cơ hội làm giàu nhanh, cái gì cũng vậy, cái gì mà nó đáng giá thì nó cần có thời gian để mà nó tăng trưởng. Trong cái New Skin này cũng tương tự, và nó cần tăng trưởng là nó cần một cái rễ, nó cần đi cái chiều sâu. Thì nếu như mình có cái tầng thứ hai, nghĩa là mình hỗ trợ executive mình để họ có executive ở dưới họ, thì tầng thứ hai là mình có 18 người, là 18 nhân cho 200 là 3.600. Rồi mình hỗ trợ nữa cái tầng ở dưới nữa để cho nó có executive ở dưới nữa, là 28 nhân cho 200 là nó là 5.600. Nó có thể là trong trong vòng 3 năm hoặc là 4 năm, những năm đầu đó, từ khi mà mình cái hệ thống mình nó chưa có chiều sâu đó, chưa có chiều sâu phía dưới. Nếu mà em cộng với 3 tầng này thôi là 2 năm, có 2 3 năm là 10 đúng không? 400 600 là 10 là một đó là 10 là 11.600 chứ nữa. Trong cái thời gian khoảng 4 năm hoặc 5 năm mình xây dựng cái hệ thống của mình á, mình có thể là không có cái chiều sâu ở dưới, nhưng mà mình vẫn làm được khoảng 10.000 11.000 một tháng. Sau đó ha, sau đó mình bắt đầu mình xây thêm nữa, mình mới xây dựng cái hệ thống mình nữa, mình đào sâu xuống. Đó. Thì tầng thứ 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 tư, thứ năm và thứ sáu ở dưới, nó càng xuống sâu thì nó càng nhiều tiền đúng không em? Và mình đó mình thấy đó, và mình cộng lại hết của 6 tầng này nó là 50.000 đô. Đây là tiền từ đâu mà ra? Thì trung bình á, một người mất khoảng 4 năm cho tới 5 năm để đạt được cái vị trí Blue Diamond. Trong cái quá trình mà họ đạt được cái vị trí Blue Diamond này á, họ có thể có xuống tới cái tầng thứ ba hoặc là tầng thứ tư, nhưng mà tầng thứ năm và tầng thứ sáu rất là hiếm có được cái rất là hiếm có được cái kiểu đó.
nhưng mà không phải là không có nha, có người làm được, như anh Đi làm được cái việc đó, anh An cũng làm được cái việc đó, nghĩa là đã có người làm được thì có nghĩa là mình cũng phải làm được. Nhưng mà mình nói mình lấy ra trung bình trong vòng 4 tới 5 năm là mình trở thành cái danh, mình có được cái danh hiệu Blue Diamond, mình có khoảng là xuống tới cái thế hệ thứ ba hoặc là thế hệ thứ tư, nhưng mà cái năm cái sáu thì rất là hiếm đạt được cái việc này. Mình mất thêm khoảng 3 năm nữa để mình xây dựng cái hệ thống mình ở thế hệ thứ năm và thế hệ thứ sáu. Là trung bình á, là một người làm với New Skin khoảng 7 năm. 7 năm nha. Thì sau 7 năm đó là cái lợi tức bình quân là khoảng 50.000 đô. Bây giờ em kịp cái số tiền này ở đâu ra đúng không? Vâng. À, đó bây giờ bước kế tiếp nè. Để trở thành một executive thì mình phải biết làm sao để mình trở thành executive, mình mới huấn luyện người khác được chứ gì nữa. Phải hiểu. À, Vâng. để trở thành executive đó là trong New Skin á, ngoại ngoại trừ cái thị trường Việt Nam ra, hình như là bên Hàn Quốc cũng giống như vậy, là cần 6.000 điểm, còn những thị trường khác là chỉ cần 4.500 điểm mà cho mình làm trong vòng là 3 tháng. Cái tháng đầu tiên Anna có 1.000 rồi, tháng thứ hai á là mình phải có 1.500, tháng thứ ba mình cần phải 2.000, 1.500 cộng cộng 1.000 cộng 2.000 nó là 4.500 đúng không? Vâng. Đó, và cái này nó là điểm nhóm chứ không phải là điểm của mình, không cần phải điểm cá nhân của mình. Chẳng hạn như bây giờ Anna đăng ký vào Trang, Trang mua 1.000 điểm thì 1.000 điểm đó vẫn tính cho Anna là 1.000 điểm. Rồi Anna cần thêm một cái người mới nữa, một người mới nữa để bắt đầu cũng 1.000 điểm là Anna có 2.000 điểm rồi đúng không? Như vậy thì Trang và những cái người mới kia cũng có làm được. À, rồi bây giờ nếu như bây giờ mình giúp đỡ Trang để Trang có một người ở dưới, một cái người ở dưới cũng mua 1.000 điểm thì Anna cũng là người có 2.000 điểm nha. À, À. có 2.000 điểm thì Trang cũng có 2.000 điểm. Đúng 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 đúng. Đó. Và cái người cuối có 1.000 điểm. Chính xác. À. Và bản thân của Anna thì mỗi tháng cần phải có 100 điểm cá nhân. Cái này là mình có thể mình mua sản phẩm gì đó để mình sử dụng, hoặc là mình có thể có khách hàng mình mua sản phẩm cho người ta cũng được. À. À, nghĩa là bản thân phải có 100 điểm cá nhân mỗi tháng. Khi mà mình đạt được cái danh hiệu executive rồi đó, nghĩa là sau 3 tháng mình đạt được cái vị trí executive rồi đó, thì mình phải duy trì ít nhất là 2.000 điểm để mình giữ được cái chức vị executive, mình không mất. À, trong cái chu kỳ 12 tháng, nghĩa là mỗi một năm mình làm việc đó, mình có thể có được một tháng mình không đạt được chuẩn, nghĩa là trong mình có thể có một tháng mình không làm việc hoặc là mình không đạt được 2.000, mình vẫn còn được giữ được chức của mình. À, nhưng mà tối thiểu mà muốn nhận tiền hoa hồng đó là phải có 100 điểm cá nhân, là điểm ADR. À, rồi. Đây là những cái danh hiệu của công ty. Khi mà mình đào tạo ra được một executive ở dưới mình thì mình là cái danh hiệu là Go Executive. Mình có hai hoặc ba người mình là lab best. Khi mà mình có bốn, à, cái mức đầu tiên mình gọi là bốn nha, gọi là Ruby Executive đó, thì lúc này là lúc mình trở thành những nhà lãnh đạo rồi. Lãnh đạo thật sự, tại vì ở dưới mình có bốn executive mà. À, thì công ty sẽ cho em một cái chuyến tưởng thưởng đi chơi. Một cái chuyến tưởng thưởng này, cái giá trị của nó khoảng là 10 12 mười mấy 12 13 ngàn đô gì đó, nó có nhiều khi nó hơn nữa. À, có thể nói nè, nếu em đi làm 6 tháng, à, em nghĩ đi, em đi làm 6 tháng em có thể dành dụm ra được 12.000 đô hoặc là 15.000 đô để hai vợ chồng em đi chơi không? Không ạ. À, nhưng mà ở trong công việc này, nếu em làm trong vòng 6 tháng em đào tạo ra 4 executive, công ty thưởng cho em chuyến tưởng thưởng đi chơi. Quá sướng hả? À. Nhưng không phải ở trong 6 tháng, ví dụ như trong 2 năm mới đào tạo được 4 năm sau đó. À, thì cái cột mốc đầu tiên á, khi mà mình có 4 executive là công ty sẽ cho em đi chơi.
còn không cần biết là thời gian lâu hay chậm. À, thì khi nào em đạt được nó, ha, đạt được nó, công ty mỗi một năm chỉ có hai chuyến thưởng thưởng đi chơi thôi, cứ mỗi 6 tháng là có một lần. Như là khi mà nếu mà em có nói em cũng có thể là tập trung để đi chơi, tôi làm việc để đi chơi, cứ mỗi 6 tháng là tôi muốn được đi chơi cũng được, hai vợ chồng đi chơi ha. À, nhưng mà có một cái lưu ý nha, là vé nó chỉ cho hai người, em và một vợ em, con em thì anh không biết nó như thế nào. Anh chỉ biết đó là trên bao nhiêu tuổi đó là mình phải mua vé cho con mình, mà mua cái nửa nửa giá hay là một phần ba giá gì đó. Ngoài ra cái này là cái chương trình cho những người mới ha, nó gọi là Wealth Maximizer. Bây giờ khi mà mình mới thì mình đâu có cái chiều sâu đâu, mình đâu có nhiều người ở dưới đâu, là mình đâu có nhiều tiền đâu. Thì công ty có cái thưởng nữa là thưởng thêm 5%, mà cái thêm 5% này chỉ cho dành cho những ai có 3.000 điểm trở lên. Cái này bữa có nói Anna tính tính tiền đó nha, Anna có nhớ không? Em có. À, bây giờ tính lại một lần nữa cho Phước nghe nha. Giờ Phước lấy cái máy tính ra đi. Được. Ok, bây giờ nếu như em có khoảng coi như 2.800 điểm. Em nhìn trong cái biểu đồ này, 2.800 điểm làm được bao nhiêu phần trăm? 9%. À, 9%. 9% của 2.800 điểm là bao nhiêu? 9% của 2.800 điểm đó em. 2.800 9 252. 252. Rồi. Nếu như mình có thêm 200 điểm nữa là cho chẳng 3.000, là 15% của 3.000 á là bao nhiêu? 15% của 3.000 nhé. Và 450. Ok, 450. Bây giờ cái sự khác biệt là bao nhiêu? 450 trừ cho 252. Tầm 198. 198 hả? Đó. Bây giờ mình nói nè. Nếu như mình đã có 2.800 điểm mà mình có thêm 200 điểm nữa để mình lãnh được cái tiền hoa hồng á là 450 đô ha, 450 đô. Thì có thể là cái này á là mình quầy dốt chứ không có, mình không có lời đúng không, tại vì mình có thể là mình mua thêm là 198, mình mua thêm 200 điểm để mình lấy thêm cái tiền hoa hồng là 450, đồng ý không? À, là mình huề vốn từ cái tiền hoa hồng mình lãnh lợi, nhưng cái mình có lời là gì, là mình có sản phẩm miễn phí đúng không? Hiểu 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 ý nói Em hiểu. không? Ok, cái đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai đó, công ty nó có một cái nữa, nó gọi là leadership bonus pool. Bonus pool là cái nếu như mình có tuyến dưới ở dưới mình, bây giờ đó, đây là tiền làm sao làm sao làm tiền nhiều nè. Trang đăng ký vào ở dưới Anna, ha. Trang trở thành executive và Trang cũng có 3.000 điểm. Rồi Trang có cái này, nó cái bên thị trường bên châu Âu thì nó khó hơn ở Mỹ chút xíu. Trong tương lai cái hệ thống cái chính sách này nó sẽ toàn cầu. Bây giờ Mỹ nó đang thử cái chính sách trả thưởng mới thôi. Quá trình về thị trường Mỹ, những thị trường khác là giống nhau hết. À, nếu như Trang ở dưới mà có 10 cái ADO mà tối thiểu một cái là 100 điểm nha. Một cái 100 điểm. Thì cái người tuyến ở trên đó là mình đó, mình sẽ được hưởng, nó gọi là hai cái cổ phần, là hai cái share. Mỗi một cái share này đó là nó tương đương là 400 đô.
hai cái xe này á nó là bao nhiêu? Nó là 800 đô. 800. 800 đô cộng với 400 rưỡi của mình nữa, nó là nhiêu? 1.250 đồng. 1.200. Đó. Cái này là mình nói á, là cái người ở dưới mình là ạt sát cơ tiệp nha. Và trong cái giai đoạn nó cái tiền thưởng thêm này, cái bonus này nó chỉ có 3 tháng mà thôi. Sau cái 3 tháng đó ha, sau cái 3 tháng em nhìn nhìn vào cái màn hình nè. À. Để anh đổi cái viết cái màu cho nó dễ xem, màu đỏ nha. Nếu như em chỉ có 2.000 điểm doanh số nhóm của em á nha, thì em chỉ được bao nhiêu? 2.5% đúng không? 2.5% này là không phải của em mà cái tiền hoa hồng của em từ Trang, cái nhóm của Trang ha. Cái nhóm của Trang là có 3.000 điểm, 3.000 điểm, đúng 3.000 điểm này, đúng cho hai phần 2.5% của 3.000 là bao nhiêu? Là 550. Bao nhiêu? Ừ, 550. 150 hả? 550 chứ. Đâu có nhiều vậy em. Ờ. 2.5% của 3.000.75. 15. 75 hả? Ừ. Ok. 75. Bây giờ đó, nếu như em á là cái người tuyến trên mà em có 3.000 điểm ha, em có 3.000 điểm thì em sẽ được á là 10% của 3.000 điểm. 10% của 3.000 là nhiêu? 300 đúng không? 10% của 3.000 là 300. 300. 300 mà trừ ra cho 75 là nhiêu? À, 225. Có nghĩa là cái sự khác biệt là 75% tiền hoa hồng mà chứ nữa. Đó, sự khác biệt là 75% tiền hoa hồng nè. Cho nên đây là cái lý do tại sao khi mà mình đạt lên cái vị trí ạt sát cơ tiệp rồi, mục tiêu của mình mỗi tháng nó phải tối thiểu là 3.000 điểm. Tại vì á, nếu như mình có 2.000 điểm là mình có thể mất 30 75% tiền hoa hồng của mình. Nhiều lắm. Cho nên nếu mà mọi người có tập trung 3.000 điểm, 3.000 điểm, 3.000 điểm là tiền sẽ rất là nhiều. Đó. Thì cái này á là mình coi như cái này là cái chính sách trả trả thưởng ha. Nó đơn giản như các bạn thôi. Anh thì có hai cái mô hình nha, hai cái mô hình mà để có thể làm mình coi như là một á là mình đi nhanh, đi nhanh á là mình bắt đầu cái gói gọi là business builder, là cái gói cái khởi động nhanh của những người doanh nhân á. Business builder package là cũng giống như Anna mua một mua một mua 1.000 điểm đó. Thì nếu như mình mua 1.000 điểm, để anh mở cái bài đó 1.000 điểm này. Ok, thấy được màn hình chưa? Rồi. Ok, bây giờ 1.000 điểm nè, mình cần bốn người ha, mình cần bốn người mà mỗi người cũng bắt đầu giống nhau là 1.000 điểm, thì làm như thế nào nè? Mình có bốn mình bắt đầu 1.000 điểm, thì mình cộng tác với bốn người mỗi người cũng 1.000 điểm giống như mình. À, thì mình lên luôn, mình
mình cần 4.500 điểm để mà mình trở thành executive. Bây giờ mình có luôn 1.000 điểm là mình dư điểm rồi, là mình trở thành Vâng. executive luôn trong tháng sau ha. Ở tháng sau nè, ở tháng sau một cái mỗi người cũ của mình thì mình cũng sẽ hướng dẫn họ để họ có 4 người ở dưới họ luôn, mỗi một người 1.000 điểm, 1.000 điểm luôn, mà bốn người, mỗi một người có một người có bốn là bốn bốn 16 người có nghĩa là 16.000 điểm chứ nữa, Vâng. 16.000 điểm. Và mình được bao nhiêu phần trăm của 16.000 điểm? Mình nhìn ở dưới bên trái đó, ở dưới bên trái 16.000 điểm là 13%, đúng không? mười Vâng. ba phần trăm mà được cái tiền 5% thi mà nãy giải thích đó, là mình trên 3.000 điểm, mà trên ba Vâng. ngàn điểm mình được thêm 5% nữa thì nó trở thành 18%, 8%. 18% của 17.500 à. Rồi mình được năm, mình luôn luôn mình được 5% của những người mình trực tiếp giới thiệu vào nha. Vâng. À, mình có 1.400, tổng cộng là mình có bao nhiêu, mình lãnh được tiền hoa hồng là 3.220. Bây giờ em có hiểu con số này từ đâu ra không? À, Mơ ok, chưa anh hiểu. trở lại cái trang trước nha. Vâng. À, khi mình bắt đầu mình có 1.000 điểm đúng không? Giống như là Anna bắt đầu 1.000 điểm. Mình cộng tác với 4 người khác và 4 người này cũng mỗi người 1.000 điểm giống như mình. Ha, Vâng. rồi là mình có đầy đủ, mình đủ 5.000 điểm để mình trở thành executive. Tại vì nếu như mình không có được trở thành executive đó, là mình không có 9 cho tới 20% tiền hoa hồng của tổng của tất cả mọi người. Bây giờ khi mà mình trở thành Vâng. executive rồi nè, 4 người cũ của mình của tháng trước nè, đây là 4 người cũ nè, đó 4 người cũ nãy không, 4 người cũ thì 4 người này đó, mỗi một người sẽ có 4 người của họ cũng giống như mình có 4 người của mình đó, đúng không? Vâng. Đó Vâng. thì mình có bốn cái này, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, bốn bốn cái nhóm như vậy, 4 x 4 là 16 đó, 4 x 4 là 16, đây là 16 người, 16 người mà mỗi người là 100, thôi là xin lỗi, mỗi người 1.000, tại mình đều bắt đầu giống nhau hết mà, mỗi người 1.000 Vâng. đó. Và mình có tổng cộng á là 17.500 đúng không? Vâng. 17.500 thì mình nhìn vào cái cột bên trái này, ở bên đây, bên trái. Nó nằm ở giữa 17.000 cho tới 24.999 là mình được 13%. Cộng thêm 5% extra nữa là nó là 18%. 18% của 17.500 nó là 3.220 đồng. Bây giờ kịp cái con mấy con số từ đâu ra đúng không? Vâng. Rồi, để qua cách trang kế nè. Kịp cái này mới hơi qua cái kế nó rối. Đây. Cái này nó hơi nhiều nè. Bây giờ là mình ở dưới mình có 4 mặt sắc cà tiệp nè. Một. Tại vì họ đã đủ 5.000 điểm trong tháng trước rồi đó. Đó, họ cũng trở thành ạt sắc cà tiệp. Khi mà họ trở thành ạt sắc cà tiệp rồi thì mình là gì? Mình là Ruby. Tại mình có 4 mặt sắc cà tiệp dưới mình mà. Vâng. Đây. Thì lúc này mình là Ruby. Ruby. Đó. Và mỗi một người của họ cũng mỗi họ mỗi một người có 4 người ở dưới, và 4 người ở đó thì cứ mỗi một người có 4 người nữa là 16 người. À, đó, 16 người đây. Đây là một cái mình có 4 nhóm như vậy đúng không? Vâng. Đó. Ok. Đây. Mình có bốn nhóm nè. Có một nhóm là 17.500 điểm. 17.500 điểm mình nhân cho 4 đó là 70.000 điểm. 70.000 điểm. Thay vì mình được mỗi một nhóm là mình được 5%, nhưng bây giờ mình được thêm 5% nữa là nó là 10%.
10% của 70.000 điểm là 7.000. Rồi riêng của bản thân mình đó, đây là cái nhóm của bản mình của mình nè, là những khi nào gọi là cái nhóm của mình, cái nhóm của mình là khi những người, những nhà phân phối chưa phải là executive thì họ còn nằm trong nhóm mình. Khi mà họ là executive rồi thì họ có nhóm riêng của họ ha. Đó. Thì nhóm của mình là mình có thêm một người mới là 1.000 điểm. À, cái người cũ của mình ở tháng trước thì họ cũng có 4 người mới, mỗi người 1.000 thì tổng cộng là 5.000 điểm đó. À, 5.000 rồi đây là 100 điểm, à, đây là 100 điểm của mình nữa là 5.200 điểm. Mình sẽ được 16% của 5.200 điểm, nó là 832 đồng đúng không? Đây thứ nhất, thứ hai, hai cái này cộng lại nè. Ồ, xin lỗi, ba cái này cộng thêm cái tầng trực tiếp của em nè, đây là cái tầng trực tiếp nè, những người ác sát có tệp trực tiếp nè, mỗi người 100% này nữa, em được 75 đồng nữa, 75 cộng 832 cộng 7.000 cộng 3.200 là 11.107 đồng. Đây, cái này là đây là cái kế hoạch, nếu mà mình làm mình theo sát như vậy và mình huấn luyện, mình đào tạo ra những người ở dưới mình cũng theo sát ra y hệt như vậy luôn, ai cũng bắt đầu giống nhau hết, con số này nó sẽ ra, nếu như mình làm 4 người thì nó ra như vậy đúng không, nếu mình làm 2 người thì nó sao, cắt con nửa chứ nữa hả. Nếu như mình làm 5 người hay là mình làm 8 người thì cái số này gấp đôi hả. Nếu mình làm 6 người thì con số này nó thêm cộng thêm bao nhiêu? Cộng Năm thêm năm mươi phần 50% nữa, coi như là khoảng 5 5.500 hả? trăm Coi như tính là 16.000 đi, đó. Thì cái việc của mình là mình đi tìm những người muốn làm cái này với mình, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng đồng thời là mình đi cũng tìm những người muốn gọi là trải nghiệm sản phẩm và sử dụng sản phẩm, họ không muốn làm nhưng mà đâu có sao, tại vì nếu những người mà họ không làm đó, họ sử dụng sản phẩm thì cái điểm đó nó cũng vào trong cái tài khoản của mình. Vâng, để mình tích lũy điểm này. Ở Vâng. Và như thế mình giới thiệu họ mua trực tiếp của công ty. dĩ nhiên mình cũng vẫn đăng ký vào với mình có đăng ký vào khách hàng thôi. À, vâng. Chính sách trả thưởng nó chỉ như vậy thôi. Em chỉ theo sát cái này và làm, một khi mà em nhận được cái check đầu tiên của công ty ở trên đó là giải thích kỹ càng hơn, em nhìn em sẽ hiểu rõ hơn nhiều. Còn vẫn không hiểu nữa anh có thể giải thích chi tiết. Vâng, em hiểu rồi. Ok.